Vâng, xin chào bạn. Sao lại quay kê lên tí? Cho em một cái bánh đa kê. Làm ngon nha, đắt cũng được. Đắt cũng được nha. Bao nhiêu? Đắt là bao nhiêu? 15.000 thôi. Về đọc cái về công việc gì đấy? Đừng nói ngoài lề tí nữa nói. À rồi, hiểu rồi. Cái này là nấu từ mấy giờ được ấy chị? Chiều. Chiều làm chậm thôi, không cần làm nhanh nha. Để cho người nhìn thấy. Nấu chiều à? Chiều tối nấu là được, nhưng mà không nấu sáng, nấu sáng thì nó không đặc lạ. Cái nấu bánh đa kê này cái điều quan trọng nhất là phải là gì ấy? Thì cũng chỉ đái kê xong nấu đánh nhiều cho nó dẻo thôi. Đánh nhiều thì dẻo à? Mình có cho vôi không chị? Có chứ, phải cho vôi, nước vôi. Nước vôi à? Ngày trước mẹ đi chợ rồi. Thế cái này ngoài cái này có đậu rắc lên nữa không? Đây, đấy, có chưa? Ngon thế gì nữa? Gọi là đa kê. Qua có vừa 5 cái linh không? Tí nữa nói. Thu tiếng vào đây. Yeah. Ngon quá. Cái này 15.000 cái bánh đa kê nha. Chị bán này rồi bao nhiêu năm rồi chị? Chị ơi, vài 4-5 năm. 4-5 năm rồi à? À, bánh đa kê là mình có là loại ngọt đó đúng không? Ngọt mặn, nhưng mà người ta ăn ngọt thì ít. Ăn ngọt ít à? À, mặn nhiều. Truyền thống này. Còn gì đâu ước mơ, ta chung nhau một lối, ta chia nhau mình. Câu thủy chung đôi. Con đứng ra ngoài, con đứng ra ngoài. Thì không đôi. Đấy. Đứng đây bác cho con, đứng đây. Đàn ơi, đứng đây. Em chớ sầu đi. Đậu đây, đậu để rắc lên. Đấy. Ngon thế. Chết rồi. À, đậu là mình phải đổ thổi ớt tơi đúng không? Ngon thế. Có cái gì đó đơn giản mà nha. Cái vỏ chai đúng không? Cái vỏ chai để xúc đấy. Dân dã quá đỉnh luôn. Rồi. Thưa quý vị các bạn, chỉ khoảng tầm chỉ chính xác là 15.000 mà Ly có thể có được một chiếc bánh đa kê lớn như thế này. Chắc chắn là chiếc bánh đa này chỉ khoảng tầm ít nhất phải 4 người ăn mới có thể ăn hết được. Thực ra ở các vùng quê Bắc Bộ thì để ăn được một chiếc bánh đa kê như thế này thì khá là phổ biến. Tuy nhiên tại các khu vực miền Nam, miền Bắc, miền Nam, miền Trung thì không có. Chính xác là không có bánh đa kê để ăn. Cái này gọi là bánh đa kê nhé. Là bằng hạt kê đúng không chị? Hạt kê. Nguyên liệu chính xác là hạt kê. Đây thì đậu xanh, bánh đa đúng không ạ? Rồi. Đó, nguyên liệu rất là đơn giản. 100% không hóa chất. Theo như chị bán hàng chia sẻ là để làm được một nồi bánh đa kê ngon như này thì chắc chắn là phải có vôi. Vôi mà các bạn biết không, vôi xây nhà đó, nghĩa là người ta sẽ lấy nước cái vôi đó để cho vào đây mới ra được kê ngon, tăng độ dẻo. Tăng độ dẻo đó là bí quyết, tăng độ dẻo của kê có tuyệt vời luôn. Ngoài việc kê thì chị sẽ rắc thêm một chút đậu xanh rồi, đậu nấu rồi đúng không ạ? Đậu xanh nấu rồi và rắc lên trên này, bao ngon luôn. Ai ăn đông shipper nha. Đi thôi. Từ từ. Có phải qua còn mặc quần áo? Được rồi. Đây là toàn thuốc bổ thôi à bà? Đây là toàn thuốc bổ thôi à bác? Thuốc bổ thì thuốc uống, thuốc đau, thuốc sức, thuốc máu. Thuốc máu á? lấy cái gì con? Bác đang sắp thuốc gì đây? Sắp thuốc khách đây, người ta lấy đây. Hàng chục thang với thuốc dầm. À này, cháu cũng biết cháu nhiều bệnh nữa mà cháu sợ đi bệnh viện nên giờ bác không? Thế mày cứ ngồi đây bà bốc cho. Mày có bị làm sao như thế nào? Chưa. Khi nào cháu bị làm sao cháu chạy ra gặp bác. Ồ, cái này là cái gì? Nhân sâm ạ? Nhân sâm không? Sâm đá uống nó về đau đầu. À, sâm đá uống không bị đau đầu. Nó về đau đầu. Sao cái này giống da rắn vậy? Da rắn nó là đúng là không. Một liều thuốc bác lại bốc 100.000 một liều không bác? Cái gì không có 70.000 lại 50.000. À. Bốc 70.000 lấy chục ca. Đấu bảo con. Ở đây là các cô bán là người ta tuyệt thật, không phải chỉ khách quen nhiều. Mày làm sao mày cứ bảo cô bốc cho, rồi bốc dầm cho bố làm quà. Thằng gần như thế nào người ta bốc cho. Bây có thuốc trị thần kinh không bác? Có đau trước hay là thế nào hay là gì? Có. À, cái này như cam thảo luôn. Cái đấy thì cam thảo. Cam thảo này ăn nhai khô ngon không có thấy thôi. Cảm ơn bác nha. Bác đẹp gái quá lâu không gặp bác rồi. Đâu? Đây người bác lấy vợ hết rồi. Chưa lên. Phải đi nha. Bây giờ đi luôn. Áo khoác cái gì? Bao giờ thử nghiệm nữa. Không thử nghiệm. Con sợ bái. Vâng, chưa bác? Cười sáng khoái thế. Sáng có cười ra để tâm cho đẹp đấy chứ. Rồi. Con không chả nói năng gì cả. Ở cái màu xanh này đẹp này. Để cả buổi sáng tao đi xe này. Wow. Bây giờ không còn món ăn nữa. Có lý xí cho tao nào. Chị có free không? Lại ăn thôi để chị quay này. Mày quay bánh đa kê của bà à? Vâng. Thế bà bao giờ lại đi vào trong đấy? Cháu ngày trưa mai cháu vào ạ. Trưa mai vào. Mang một ít vào là làm mà ăn đi thôi. Ôi rồi, không có bụng để chứa luôn đấy chứ. Một cái này về nhà. Đúng rồi, một cái ăn này đừng làm thêm cái nữa đi. Đúng rồi, cho chị quay luôn thể luôn. Đúng rồi. Cho quay đi. Anh Xúc không ăn đi, chị lại cho nào. Ăn đi. Ăn đi à? Anh lại còn luôn. Chị ơi, em muốn ăn tất cả trong này. Mày muốn ăn hết rồi mày sao? Mày muốn ăn hết được rồi mày. Chị biết đi. Bén bụng lên cho chị xem. Chị là hốc của ông. Chị biết quán quân đoạt giải vô địch 37 phút ăn hết cái pizza 50x70 là ai không? Mày chém gió gì em ạ? Không. Em xin được giới thiệu. Là chị lên YouTube tìm Thánh pizza nào nó ra thằng này luôn. Nên chị... Bà bán cái này bao nhiêu? 50 một cái. Mày, 50 bà không dám chém tao đâu mày ạ. Bữa nào bữa kia cứ 20.000 một chém. Nào. Được chưa? 20.000 một cái ạ? 20.000 một chiếc. Cái giày nó mới ngon đấy chứ, nó mỏng dít ăn thế à? Ăn 15 có 10 có rồi. Cái này mà trong này còn bán 30.000, 40.000 bọn nó vẫn mua ý. Chị ơi, chị thấy con em lớn không? Lớn. Không, em gái em thì hợp lý hơn. Con lớn của em đấy. À, em ơi, chị thấy mày vô phúc quá. Biết tại sao không? Sao? Trai trẻ chưa hưởng hết tự dưng đâm đầu vào dọ. Em à? Không, ừ. Không phải trai trẻ, mình đã đến tuổi. Ở đây đi. Trên đời này tìm được nhau khó thế nào, thôi tìm được là mất luôn. Ôi, lâu lắm là tao mình nghe xong tao được cái gì. Đây là vợ em đây này. Mày cẩn thận, về nó chặt đường nó đánh mày thì đừng có bỏ tay chị. Đây xíu. Anh ta đây. Ôi nhớ về ngủ được. Đây, mặt này đây nha. Chào em mừng mẹ. Bánh nha. Mấy gì ở trong lòng này. Cho nó bớt xinh gái, anh là xinh gái quá. Ăn trẻ. Ôi dồi ôi, lạnh thế này mà ngồi nướng bánh đa là mát lắm bà nhỉ? Mát lắm. Lạnh này mà ngồi nướng bánh đa là ấm rồi. Vâng. Bà nướng bánh đa để ở chợ này bao nhiêu năm rồi bà? Lâu là bao lâu bà? 20 năm. Đưa một tí đây. Đi bà thôi. Đi về mẹ thôi. Bà chỉ là cái khác. Mặt đi. Thôi ta xấu đâu, đừng có cho ta lên màn hình. Chụp mà ba ta đi bêu à? Cái này nhẹ nhẹ. Đi đúng không? Không có bê cho quay đúng cái này thế này. Còn quay. Đi chỗ khác mà quay thì ta không quay cùi đâu. Ừ. Không, cho cái bàn tay cái nướng này thôi. Không lên mặt cô đâu. Quay là cái gì? Cô nướng ngon có mà. Ngon cái ngọn này. Ớ, phải cái bà đứng ngồi mà chết là điều tốt quá. Cái này tớ không tớ nữa thì con nó về nhẹ nó đi nhờ. Con nó vẫn đang ngồi bá vài đi còn đi toán rồi như cửa ạ. Vẫn thấy đang có cái